Xin chào tất cả các em đã đến với lớp học văn của cô Thu ngày hôm nay. Các em thân mến, trong kho tàng văn học dân gian có biết bao nhiêu những câu chuyện cổ tích hay dạy chúng ta cần phải biết yêu cái thiện, lên tiếng trước cái ác. Có một văn bản mà chúng ta cho đến ngày hôm nay vẫn rất là thích thú với cái văn bản này, đó là chuyện cổ tích Thạch Sanh. Một số những cái chi tiết cơ bản quan trọng trong văn bản này, đó là Thạch Sanh là một chàng trai mồ côi, nghèo khổ, có một cái tài sản duy nhất, đó là lưỡi diều. Và chàng đã kết nghĩa anh em với cả Lý Thông. Lý Thông mưu mô xảo quyệt, biết rằng là Thạch Sanh là người khỏe mạnh, cho nên hắn ta có thể lợi dụng được Thạch Sanh. Với sức mạnh của mình, chàng đã diệt chết Trần Tinh, diệt Hồ Tinh và diệt Đại Bàng. Chàng đã chiến thắng được 18 nước chư hầu và sau đó lên ngôi vua lấy nàng công chúa Quỳnh Nga. Một số những cái sự việc chính trong văn bản Thạch Sanh mà các em cần phải nắm được, đó chính là sự ra đời và lớn lên kỳ lạ của Thạch Sanh. Thạch Sanh gặp Lý Thông và kết nghĩa anh em. Sau đó thì Thạch Sanh đã bị lừa, Lý Thông lừa đi canh miếu và diệt Trần Tinh. Chàng rồi sau này đã giết Đại Bàng, cứu công chúa và bị Lý Thông lấp cửa hang. Hồn Đại Bàng và Trần Tinh đã câu kết với nhau để báo oán Thạch Sanh. Thạch Sanh đã bị nhốt vào trong ngục tù. Tiếng đàn của Thạch Sanh đã giúp cho công chúa khỏi bị câm. Và chàng đã vạch mặt Lý Thông và giải oan cho chính mình. Sau đó thì Thạch Sanh đã chiến đấu được với 18 nước chư hầu. Về già thì vua đã truyền ngôi cho Thạch Sanh, chàng lấy công chúa Quỳnh Nga sống trong hạnh phúc. Chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung của văn bản. Trước tiên đó là sự ra đời của chàng Thạch Sanh. Chàng sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ, cha mẹ là nông dân. Chàng hàng ngày làm nghề kiếm củi. Chàng chính là thái tử được đầu thai, mẹ mang thai nhiều năm thì mới sinh ra chàng. Chàng đã được thầy dạy võ thần thông. Vì là gần gũi với cuộc sống của người dân, cho nên là cách sống của Thạch Sanh rất là giản dị. Và từ đó, người dân cũng tô đậm cái tính chất kỳ lạ và đẹp đẽ cho nhân vật. Nhân vật Thạch Sanh đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Ở phần tiếp theo đó là những thử thách cùng với chiến công của Thạch Sanh. Thạch Sanh đã bị mẹ con nhà Lý Thông lừa đi canh miếu. Và qua đó để mà chàng đã lập được chiến công là giết chết con Trần Tinh. Cái thử thách thứ hai đó chính là Đại Bàng cắt mất công chúa. Thì lúc này Lý Thông được giao nhiệm vụ là cứu công chúa trở về. Thế thì Thạch Sanh đã giúp đỡ Lý Thông nhưng lại bị Lý Thông lấp cửa hang giết Đại Bàng cứu công chúa. Chàng đã giết được Hồ Tinh và cứu được thái tử con của vua Thủy Tề. Chúng ta có thể nhìn lên cái sơ đồ trên bảng cho cô. Chiến công kỳ diệu của Thạch Sanh. Thứ nhất đó là Thạch Sanh chém Trần Tinh để trừ hại cho dân. Chàng đã được tặng thưởng một bộ cung tên bằng vàng. Thứ hai đó là Thạch Sanh bắn Đại Bàng thì cứu được công chúa, cứu được con vua Thủy Tề. Và lúc này chàng được tặng một cái cây đàn thần.
Thế thì từ những cái chiến công của Thạch Sanh, chúng ta có thể thấy được là tăng dần cái mức độ nguy hiểm, thể hiện cái ước mơ công lý của xã hội, cái thiện chiến thắng cái ác. Vì là cái cuối cùng, cái thử thách cuối cùng của Thạch Sanh đó là đánh đuổi 18 quân nước chư hầu. Và sau khi mà đánh đuổi được 18 nước chư hầu thì Thạch Sanh đã kết hôn được với công chúa và chàng lên ngôi vua. Bao giờ trong cái đặc trưng của chuyện cổ tích thì cái thiện chiến thắng cái ác và sự công bằng đối với sự bất công. Thạch Sanh chiến thắng tất cả những cái nguy hiểm, đó chính là nhờ tài năng, phương tiện thần kỳ và sự dũng cảm của chàng. Thạch Sanh đã bộc lộ những cái phẩm chất tốt đẹp như chất phác, thật thà, dễ tin người, nhưng chàng cũng rất dũng cảm, có võ nghệ cao cường, có sức chiến đấu phi thường, cho nên là chàng đã không sợ bất cứ một cái loài yêu ma quỷ quái nào và đã luôn luôn chiến thắng chúng. Chàng là một người trung thực, không tham lam nên không nhận vàng bạc của vua Thủy Tề, mà chàng chỉ xin có một cây đàn của vua Thủy Tề tặng chàng. Ở nhân vật Thạch Sanh và nhân vật Lý Thông thì chúng ta thấy ở hai cái nhân vật này tính cách hoàn toàn là đối lập. Thạch Sanh là một người vô tư, thật thà, vị tha và dũng cảm. Tính cách của chàng thể hiện rất là rõ, đại diện cho cái thiện. Chàng đã có những cái hành động như là giết Chân Tinh, giết Đại Bàng để mà cứu thoát cho những cái người dân và cứu thoát cho công chúa. Thế còn trong khi đó thì tương phản ngược lại với Lý Thông. Lý Thông thì tính cách lừa lọc, gian trá, vụ lợi. Lừa dối cướp công của Thạch Sanh hai lần. Thứ nhất khi mà Thạch Sanh đã giết được cái con Chân Tinh thì Lý Thông cướp công. Thứ hai nữa là Thạch Sanh cứu được công chúa thì Lý Thông cũng cướp công của Thạch Sanh. Có thể nói các tác giả dân gian đã xây dựng cái tính cách của hai nhân vật. Một là nhân vật chính diện, hai là nhân vật phản diện để làm rõ cái đặc trưng của truyện cổ tích. Một số những cái chi tiết quan trọng, cơ bản có ý nghĩa trong truyện cổ tích Thạch Sanh, đó chính là chi tiết về tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn của Thạch Sanh là tiếng nói phân trần lẽ phải trái ở đời. Tiếng đàn ấy là lên án chiến tranh xâm lược, nói lên cái nỗi khổ của những cánh quân đã phải bỏ làng mạc, gia đình, vợ con để đi sang đánh đất nước người. Nó cũng chính là tiếng nói chính nghĩa khiến cho quân địch thấy rõ cái sự sai trái của kẻ đi xâm lược. Đó còn là tiếng nói gợi quê hương khiến cho quân địch thấy rã rời, mất hết ý chí chiến đấu. Tiếng đàn ấy là tiếng đàn của khát vọng có được cái cuộc sống hòa bình, khát vọng được hạnh phúc thông qua chi tiết này. Chi tiết thứ hai đó là chi tiết niêu cơm thần kỳ. Niêu cơm của Thạch Sanh cũng là một trong những cái niêu cơm thần. Như tất cả các em đã thấy là một cái niêu cơm nhỏ mà quân sĩ của 18 nước ăn mãi vẫn không vơi. Niêu cơm ấy đó là ước mơ về một cái cuộc sống ấm no của người xưa, ước mơ về sản xuất mùa màng tươi tốt. Như vậy thì cuối cùng chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa của truyện cổ tích Thạch Sanh. Trong truyện cổ tích Thạch Sanh có nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo, khẳng định cái chân lý ở hiền gặp lành, thể hiện niềm tin và mong muốn của người xưa về một xã hội công bằng. Những cái kẻ mà tham lam, ích kỷ, lợi dụng người khác chắc chắn là sẽ gánh chịu hậu quả. Cái ác sẽ bị thất bại trước cái thiện, sự công bằng sẽ chiến thắng với cái sự bất công. Cái
các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi và ủng hộ cho kênh học văn của cô Thu.